Để có được kết quả đó, thời gian qua, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đã chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất điện, phối hợp với các nhà thầu duy trì tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị của các tổ máy. Để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2024 là sản xuất gần 6,5 tỷ kWh, doanh thu trên 11.600 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách nhà nước 244 tỷ đồng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đang tăng cường kiểm soát, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, vận hành các tổ máy an toàn liên tục. Theo dự kiến, từ giữa tháng 8 năm 2024, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vừa vận hành ổn định tổ máy phát điện số 1, vừa triển khai công tác trùng tu tổ máy phát điện số 2 nhằm chủ động các giải pháp an toàn kỹ thuật để phát điện, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt sản xuất, tăng thu cho ngân sách nhà nước.